Mời mọi người cùng ăn tối với mình nha. Hôm nay mình ăn bò lagu, ăn với cơm và ăn bánh bông lan trứng muối phô mai hai vị nhà 1992 nha mọi người. Mình để đây nha. Và mình uống nước sâm tự nấu. Uống vậy mới đã nè mọi người. Nắng nóng như gì á, uống với giải nhiệt. Nhờ có nó mà bữa giờ mà không có bị nhiệt miệng á. Phê phê rồi, ăn cơm trước nha. Ăn cơm trước thì lát mình ăn bánh bông lan. Hôm nay ăn ít cơm thôi để bụng thưởng thức bánh bông lan trứng muối hai vị, phô mai hai vị. Mời mọi người nha. Thôi mời mọi người trước miếng bò nha. Ngon quá, bò mềm mà thêm miếng gân nữa nè. Ngon thật. Trời đang mưa mà ăn này đậm đà ngon. Trời mưa ăn cái gì mới đậm đà là ngon. Ăn mắm cũng được. Bữa nào mình làm bún mắm múc ba nha. Ngon quá. Thường thì ăn món này với bánh mì mà nay nãy nhớ có bánh mì mà xuống nhà thấy hết trơn rồi. Rồi ăn với cơm, ăn cơm cũng ngon. Bò mềm lắm. Có tuổi rồi mọi người, ăn gì mềm mềm ha, như ăn cái nấm đùi gà hôm bữa, cái răng niềng nữa chứ, niềng răng rồi nha, xong rồi á, anh em mình hoàn thành rồi nha, nhưng mà răng nó sẽ không có được cứng cáp khỏe mạnh như là răng thật bình thường trước khi niềng đâu. Nên là mọi người có muốn niềng răng thì không tìm hiểu trước nha. Chừng nào răng nó không được đều, hơi hô thì hãy nên niềng. Chứ còn mà răng đã đều rồi đó, thì hạn chế với mọi người. Với lại bác sĩ cũng có, người ta thăm khám người ta cũng sẽ nhắc nhở mọi người là ví dụ răng đẹp rồi thôi đừng có làm. Như mình là mình bị răng hơi thưa nên mình phải niềng. Đó, giờ nó đâu có được cứng cáp như là răng lúc trước đâu, dù nó có thưa nhưng mà nó rất là cứng nha. Giờ ăn gồm đồ dai hay đồ gì vô là cắn khó lắm. Hồi nhỏ một phần răng mình thưa rồi, chắc cũng tại mình ăn mía, mình xước cây không à, chứ mình không có chặt ra giống người ta, nhưng mà ăn gì nó mới ngon. Ở cái răng nó cũng thưa theo nhưng mình răng nó chắc. Còn giờ trời ơi, đưa cái mía đố dám mà xước luôn á mọi người, cắt rớt cái răng rồi á. Ngon quá. Mời mọi người thêm miếng gân nha. Ăn mình cho collagen đẹp da hả? Ngon quá. Mê uống nước sâm lắm nên là mua về nấu một một lần là 10 lít luôn để dành cho cả nhà uống. Lagu là phải có đậu. Ngon thiệt nha mọi người, không phải quay clip mà khen đâu, ngon thiệt. Miếng ngân nè. Mình quay mukbang cũng nghiệp dư thôi à, chủ yếu là vui. Mọi người có thích á thì có muốn yêu cầu mình ăn món gì thì comment cho mình nha.
Nhớ follow, thả tim cho mình với, có động lực làm tiếp nhiều video nữa nha. Này ít ít thôi. Để ăn cái này, này mới ngon. Này mới tỉnh rồi. Mê lắm, mê lắm. Không cần phải dùng lực nhiều. Mai là trời mưa mà vẫn còn thấy nóng nha mọi người. Nóng lắm, ướt tóc ha. Mê ăn gần hồi sáng nấu món này nè, mình đi tìm cái da bò, bỏ da bò vô ăn ngon mọi người, hầm nó mềm nó keo ăn dính lắm á, một tiếc rồi nó mua không ai bán, mấy người bán thịt bò ở gần chỗ nhà mình không ai bán da bò, người ta bán thịt với gân lòng bò rồi thì có, cần da bò không ai bán. Này là ăn gân bò thay thế da bò hầm mềm ăn thì cũng giống gân nữa, nhưng mà cái độ keo của nó còn keo hơn gân nha. Cái clip trước á, cái clip quay lại mukbang á, bạn đi một ngày cái được 10.000 mấy người xem luôn, vui ghê mọi người. Bởi vì mọi người nhớ xem, like, share, ủng hộ mình nha. Rồi xong rồi, xong cơm nha, để qua bên. Giờ tới món này, bông lan trứng muối, phô mai hai vị. Đó là phan uống miếng nước đã. Bánh này của nhà 1992 nha mọi người. 1992 bakery. Rồi. Mời mọi người ăn với mình nha. Bánh này nó có phô mai cam nè. Phô mai trắng với trứng muối nhiều lắm mọi người, nhiều trứng muối lắm. Ở dưới cái lớp này là chà bông nha. Đây mình sẵn cho mọi người coi. Sẵn sao cho đẹp ta. Ý. Bông len ở đây mềm mịn lắm. Mời mọi người một miếng nha. Ta-da. Rồi. Nó béo. Phô mai nha. Trắng thì nó béo, ngọt. Phô mai cam thì nó béo. Nó mặn mặn. Ngọt ngọt mặn mặn. Trứng muối không bị quá mặn nha mà rất là béo. Đây chấm muối nha. Cộng thêm nè. Lớp chà bông ở bên dưới. Đây. Thấy chưa? Chà bông nhiều ghê luôn. Cái bánh bông lan của chỗ này mềm mịn mọi người ơi. Rồi. Mềm mịn lắm luôn, bông xốp. Ha. Xuất sắc. Ngon quá. Định ăn nửa thố thôi mà ngon quá. Chắc ăn hết luôn nha mọi người. Hết luôn đi.
Ăn là phải sáng từ chứ.